ngược trở lại đây, ván thi đấu mà những cái vị tướng xuất hiện trên màn hình của bạn là những vị tướng tôi cảm giác như mạnh nhất theo meta ở thời điểm hiện tại rồi. Ngoại trừ những cái khả năng kiểu dạng trash vẫn đang còn, nhưng mà đó không phải là cái sự lựa chọn dành cho VStar thì nó cũng hơi uổng một chút xíu. Có lẽ như anh ta đang cố gắng để có thể khắc chế trong doanh đi đường. Bạn cần phải có những cái vị tướng có thể ngay lập tức càn thẳng một đội hình của đối phương, thì họ có Nautilus với khả năng mở, họ có Tryndamere, họ có Lee Sin với những vị tướng băng vào một cách rất mạnh mẽ ở trong giai đoạn về sau. Và chúng ta còn bị chuẩn bị đến với ván đấu đầu tiên trong cuộc đầu BO3, cuộc chiến giữa Hanwha Esports và Quadrophic trong khuôn khổ LCK mùa xuân năm 2022 trên kênh sóng của LCK tiếng Việt. Và rất mong quý vị và bạn để lại những lượt like và subscribe để ủng hộ cho kênh phát sóng cũng như giải đấu thuộc về bản quyền phát sóng thuộc Boxsport. Với một cái định ra tấn công khu vực giữa, nhưng mà cái góc đứng đến từ Fate là cái góc đứng tương đối là an toàn. Anh ta đứng dựa lưng vào rừng của mình phía cánh bên trái, bắt đầu có vài những cái tín hiệu di chuyển đến từ Hoi. Thiếu đốt vừa rồi cũng đã được Hoi sử dụng ở khu vực dưới để có thể ép được tài nguyên đến từ VStar. Và đây liệu rằng có phải là tình huống băng trụ hay không đây? Làm choáng chưa thành công, nhưng Karis thấp máu quá. Anh ta bị tấn công cả bên phải lẫn bên trái, chạy như thế nào tốc biến vẫn đang còn, chủ động tốc biến để có thể giữ chân. Ui, né được cú sóng âm, nhưng đó là cú dư chấn không thể nào trật được đến từ Alien. Một tình huống triển khai ra khu vực đường giữa phải nói cực kỳ triệt để dành cho bên phía của Quang Đầu. Thực sự là Dudu anh ta đang có một cái khả năng đi đường rất tốt với cái kèo Gwen và Tryndamere này. Kinn anh ta đang gặp một cái bất lợi tương đối khi mà lính lúc nào cũng được đóng băng đến từ đường trên bên phía của Hanwha Line. Và cái thế lính nó có thể sẽ là một pha setup để Onfix tiến lên cánh trên với một pha đai trụ trang dành cho bộ đôi bên phía của Hanwha Esports. Cánh dưới thì với áp lực lính đến từ Teddy và Hoi cũng như là khu vực đứng giữa thì Fate anh ta hoàn toàn đẩy lui Karis trong những tình huống đẩy đường. Đợt lính đang được tích tụ là một đợt lính có quay xe. Và đội hình đến từ bên phía của Hanwha Line cảm giác như vậy là chưa đủ, khi mà cái thế lính ở khu vực đứng giữa lúc nào cũng bị đẩy cả. Và đang rất chực chờ để có thể di chuyển đến từ Hoi. Một tình huống va chạm, thủy lôi tầm nhiệt được đẩy vào người của VStar, cố gắng luôn cho mình đánh trăng những lối, đẩy ngược trở lại đến từ cái chiêu cuối đến từ Samdi. Nhưng mà lượng năng lượng đến từ Samdi bây giờ đã thấp rồi. Một tình huống đầu tư cả hai phép trợ hồi máu, Karis đang gặp nguy hiểm. Ui, đẩy, ui, làm sao mà chạy được đây khi mà hai chiêu cuối thậm chí sẵn sàng để thể dồn vào trong pha thi đấu đó. Sát thương đến từ của chiêu cuối của Fate là vừa đủ để có thể dứt điểm được người chơi đường giữa đến từ bên phía của Hanwha Line. Đây cũng là một trong những điều kiện thắng đến từ bên phía của Quang Đông, khi họ cần phải hạn chế tối đa khả năng tăng tiến sức mạnh đến từ một con Corki ở khu vực đường giữa. Câu càng lâu càng tốt, cánh trên có đánh nhau, Dudu gặp nguy hiểm, nhưng anh ta thậm chí là đang muốn cân ba trong pha thi đấu này, quét tan kỷ yếu chính xác đến từ Fate, nhưng anh ta không có một đủ sức mạnh. Cú đá ngược về đến từ vị trí của Elim, và Dudu sẽ nằm xuống với điểm chiến công thứ hai dành cho đường giữa bên phía của Quang Đông. Onflick tiếp cận, người bị tấn công là Kim, Kim có từ chối tử thần, Onflick lang người phải lui về khi mà con Nautilus của họ tiếp cận. Và điểm hạ gục thứ ba đã có dành cho Fate với cú double kill không chính thức đến từ đường giữa bên phía của Quang Đông Fix. Nhưng ngược trở lại cơ sở để có thể mở ra, vừa là lượng tiền vừa là lượng tầm nhìn ở khu vực giữa đã có dành cho bên phía của Quang Đông. Trụ đầu tiên nó được tập trung dành cho Fate nữa, thì cái lượng chênh lệch của cả hai người chơi đường giữa bây giờ là rất lớn. Con vị tướng sinh ra này trở thành một vị tướng có thể gọi là sát thủ được, khi mà cái bộ combo của nó hoàn toàn có thể burst chết bất kỳ ai yếu máu trong đội hình đến từ bên phía của Hanwha Line. Trong cái bối cảnh là gần như là những món trang bị kháng phép thì sẽ rất là khó để có thể được hướng tới, ngoại trừ một thanh kiếm răng cưa được lên đến từ Karis mà thôi. Có định Olin đến từ Kim ở khu vực đường trên, liên tiếp là những đuổi xe chỉ lục kim chủ động tốc biến đến từ Kim để có thể gây một cái lượng sát thương. Và anh ta đang bị câu kéo bắt buộc phải chạy, dây thép gai chống chịu quá tốt. Khu vực đường dưới làm tình huống rình rập, đã có được điểm hạ gục dành cho Daddy đó. Tình huống lướt cung phong linh lên đẩy luôn cho mình, đó là kỹ chiêu cuối ánh trăng dẫn lối, trúng phong lôi thương rồi đó, nhưng không có ý định lao vào, quay ngược trở lại tấn công, đó chính là Onflick. Nhưng ngay lập tức bị đá, có đồng hồ để có thể câu kéo. Onflick đủ sát thương để có thể tiễn được Hoi trong pha thi đấu này. Với liên tiếp những tình huống đóng băng được lính và thiết lập được những cái tình huống trao đổi chiêu thức tốt, bộ ba đến từ bên phía của Quang Đông một lần nữa tấn công ở khu vực dưới. Sóng âm trúng nhưng mà tầm hơi xa, đã có trụ dành cho Sammy ở khu vực dưới khi mà anh ta kích được cái hưng phấn. Và thậm chí đây là tình huống dịch chuyển đến từ Karis xuống cánh dưới, anh ta đang có gói hàng. Gói hàng đến từ vị trí của Karis, nhưng cái lượng trang bị của anh ta ở thời điểm hiện tại chưa cho phép anh ta có những pha tên lửa định hướng một cách chất lượng vào phần đội hình bên phía của Quang Đông được thực hiện những cái pha cấu diện tầm xa trước thềm rồng. Sắp đi vừa rồi khá là nguy hiểm, anh ta rất là liều mạng với việc là cố gắng hạ gục trụ của đối phương để kích hoạt cái nội tại hưng phấn đến từ một con Jinx giúp cho anh ta lùi về. Còn Dudu ở cái trên không có Tryndamere trong tay của Kim, khi mà Kim đang ở khu vực đứng giữa đẩy một thân lính khá là lớn vào trụ hai của đối phương, bắt buộc phải dịch chuyển đến từ vị trí của Dudu. Rồng đang được tấn công đến từ bên phía của Hanwha Esports.
vòng sau đến từ vị trí của Elim, và đây là một góc vòng rất nguy hiểm. Elim anh ta lao vào có cú đá hai người, Dudu vẫn đang cản tốt ở góc này, còn Gary sẽ phải lên bảng điểm số với anh chắc dẫn lô đến từ vị trí của Teddy. Nhưng trước khi anh ta nằm thì anh ta kịp kéo theo được một người, đó là Fate. Dudu cố gắng can vào nhưng sát thương đến từ Teddy là rất lớn ở thời điểm hiện tại. Anh ta có cú double kill, một đổi lấy hai có lợi dành cho bên phía của Quang Đông, và họ vẫn đang duy trì sức ép ở đây. Trừng phạt thành công đến từ Teddy, từ ai cả, và Teddy là người có được con rồng vừa rồi. Sóng âm găm chứng Vista đóng đồng hồ cầu giờ, những tỉnh đồng hồ thì sao đây, anh ta đang cố gắng lùi về. Quang Đông tiếp tục tràn lên, sóng âm tiếp tục chuẩn xác đến từ vị trí của Elim, cú bóc thành công đến từ vị trí của Hỏi. Onvik cố gắng bỏ chạy, điểm vào gục thứ ba đã có dành cho vị trí của Teddy, và anh ta tiếp tục càn lên cùng với phần đội hình bên phía của Quang Đông. Teddy thì đang rất là xanh ở khu vực đường giữa, và rõ ràng với cái khả năng tăng tiến sức mạnh đồ là nhanh hơn đến từ xạ thủ bên phía của KDF, thì Samdi với việc là không còn trụ giữa lưng nữa, anh ta sẽ không thể dám đứng lên quá cao được. Mặc dù còn hai phép bổ trợ và sẵn sàng được bảo kê với một con Prom trong tay của Vista, dòng đang được triển khai đến từ bên phía của KDF. Họ là những người tiến ra dòng trước so với lại đối phương, và Hanwha Esports bắt buộc phải tập trung càng đông nhân sự càng tốt ở khu vực này để có thể tranh cướp mục tiêu với đối phương. 5 giây nữa rồi thôi, phía bên kia đang sách gói hàng ra đến từ Karik. Và đó là tình huống đá ngược về, người bị tấn công là Dudu. Dudu anh ta đóng đồng hồ câu giờ, lướt về được đến từ đường trên bên phía của Hanwha, nhưng mà máu anh ta quá thấp rồi. Và đây sẽ là linh hồn rồng nước dành cho KDF ở phút thứ 25 mà thôi, không có bất cứ một sự quan tâm nào đến từ Hanwha Esports. Họ cố gắng câu máu với tên lửa là đạo siêu khủng khiếp và với cái tên lửa định hướng đến từ Karis. Nhưng những gì mà KDF cần, họ đã có được nó, đó là linh hồn rồng. Và để xem là bên phía của Hanwha Esports sẽ câu kéo được người giai đoạn late game hay không, hay là KDF sẽ cho họ lê lết ở đây khi mà Hoi anh ta bắt đầu tiến lên sẵn sàng với móc mỏ neo tốc biến sử dụng cho mình chiều cuối, nhắm thẳng vào Samdi. Cú đá ngược về Samdi, anh ta cố gắng lướt cung phong lên nhưng bị tiếp cận bởi Kin, và xạ thủ bên phía của Hanwha Esports nằm xuống. Xạ thủ còn lại thì không gây được quá nhiều sát thương, Dudu không thể cả lên được khi mà anh ta không có đồng đội ở bên cạnh, và điểm hạ cũng tiếp tục dành cho vị trí của Teddy. Tốc biến sử dụng trong trường giữ trần để cho phép anh ta lao lên, ý lực làm chậm, ý lực tốt. Onfix là người tiếp tục nằm xuống, Vista cũng sẽ tương tự như vậy, và bốn mạng dành cho các thành viên KDF. Họ sẽ chán thẳng vào khu vực đường giữa để kết thúc ván đấu. Lối chơi đến từ Kim quá khó chịu, anh ta liên tiếp biến mất ở trong bản đồ. Ngoài cái cướp rừng của bên phía đối phương thì anh ta có áp lực để có thể lọt ra phía sau đội hình đến từ bên phía của Hanwha Lai, và đó tình toàn không thể nào tuyệt vời hơn. Một bên Dudu thì chỉ có thể cản chân được bốn thành viên đến từ bên phía của KDF trong khoảng thời gian ngắn, ngược trở lại thì cái áp lực đến từ Kim là đủ lớn. Hai người chơi xạ thủ đến từ bên phía của Hanwha Lai, họ phải liên tiếp chịu áp lực áp sát đến từ con bài Shinobi này của Kim. Samdi không chạy được, anh ta mất tốc biến, mất hồi máu, mất luôn cả cung phong linh cũng không thể nào chạy được. Sau đó là những cái mạng được chảy tiền thẳng vào túi của Teddy. Xạ thủ bên phía của KDF đang là 603, vô cực kiếm đã được hoàn thiện dành cho Teddy ở thời điểm hiện tại. Trong khi đó bên phía bên kia, mặc dù Samdi anh ta bám farm rất tốt, nhưng rõ ràng là cái lượng kinh tế của anh ta sẽ không thể nào so sánh được so với xạ thủ của đối phương. Và đây sẽ là tình huống mở Baron đến từ KDF, họ đang muốn tràn ra. Mục tiêu tấn công là Dudu, cắt rất đau, Hoi gặp nguy hiểm, cú móc, cú đá ra đến từ vị trí của Elim hơi muộn và khiến cho người chơi hỗ trợ mình lấy bảng điểm số. Fate đang hơi thấp máu cùng với Elim, KDF sẽ lui ra. Một tình huống phòng ngự Baron thành công đến từ bên phía của Hanwha Esports. Koki đã hoàn thành xong cho mình 3 trang bị lớn. Dòng can tuổi đang bị tấn công đến từ bên phía của Hanwha Esports. KDF đang từ từ tiến ra khu vực này, nhưng vẫn cần phải có được những cái góc vòng đến từ vị trí của Kim cũng như những pha mở sớm đến từ Hoi. Họ cần tránh việc đối phương liên tục câu máu với tên lửa định hướng của Karis. Nhưng nãy giờ thì cảm giác là áp lực đến từ Karis là chưa quá nhiều. Anh ta đã mất gói hàng, Dudu đang bị tấn công, đã ngược về đến từ vị trí của Elim. Dudu đóng đồng hồ để câu giờ, nhưng đồng hồ rơi thì anh ta cũng sẽ phải lên bảng điểm số với quét tan cái yếu của Fate. Mất một người, Hanwha Esports sẽ không thể có được ưu thế về mặt giao tranh so với lại đối phương. Và KDF đang từ từ tiến vào, Kim rất khó chịu ở đằng sau. Samdi có thể sẽ là mục tiêu bị tấn công trong pha thi đấu này. Sóng âm găm trúng đến từ Elim, Kin anh ta chạm thẳng vào. Samdi bắn được, tốc biến tấn công đến từ vị trí của Kin, anh ta bị ý kiệt sức và cảm nhận rằng áp lực là chưa quá nhiều. Teddy lao lên để có thể hỗ trợ đồng đội, nhưng Kin sẽ phải lên bảng điểm số với liên hoàn tập kích đến từ Onfix, nhưng anh ta lùi về thành công. Teddy tốc biến tìm kiếm Samdi, điểm hạ gục dành cho người chơi sát thủ bên phía KDF, và Onfix là mạng tiếp theo nằm xuống. Teddy đóng đồng hồ để câu giờ, 4 điểm hạ gục đã có dành cho KDF và họ chuẩn bị có cú quét sạch. Nhưng Vista từ chối nó với tình huống tốc biến. Nhưng Vista sống không đồng nghĩa với việc là con rồng ngàn tuổi này nó có thể đi đâu được. Và KDF sẽ sở hữu rồng ngàn tuổi ở phút thứ 33.
thậm chí là bù lại Baron đang sẵn sàng chờ đợi dành cho phía của KDF trong cái tình huống thi đấu tiếp theo. Cái mức độ tạc cánh đến từ Kim nó quá khó chịu, anh ta không cần làm gì cả, anh ta chỉ cần đứng sâu, anh ta đã thu hút được cái tầm nhìn đến từ Samdi và một tình huống chủ động mở giao tranh đến từ Hoi khi mà anh ta nhắm vào Karis để có thể vô hiệu hóa cái gói hàng đó đến từ Karis. Dudu một mình đứng phía trên, anh ta bị đá ngược trở lại đến từ con Lee Sin của Elim và khi mà rơi vào cái trạng thái bị cô lập thì Dudu cũng không làm được gì nhiều, một cái đồng hồ của anh ta không giúp cho anh ta sống sót quá lâu. Và pha thi đấu tiếp theo là pha thi đấu khi mà sóng âm trúng đến từ Elim nó được cộng hưởng cùng với cái nhịp băng bổ vào của Kim. Phía bên kia thì Karis có đủ sát thương để có thể đổi lấy cái mạng hạ gục của Hoi. Thậm chí là khi mà Teddy anh ta cảm nhận ra áp lực của đối phương đã hết, anh ta tốc biến sử dụng trọng trường để giữ chân Sam đi và hạ gục luôn xạ thủ của đối phương. Có một pha giao tranh quá lợi thế dành cho KDF khi họ quét 4 người và sở hữu hai bộ lợi mạnh nhất trên bản đồ ở thời điểm hiện tại, thì tôi nghĩ rằng chiến thắng đang ở rất gần bên phía KDF rồi. Họ sẽ đẩy ở hai khu vực đường kim đẩy đường giữa với lính được cường hóa đến từ bộ lợi Baron, nha lính ở khu vực đường giữa đến từ bên phía của Hàng Quái Sport đã hồi lại, nhưng tôi thấy rằng là họ sẽ không thể giữ được nó quá lâu. Trụ đứng trên đã có dành cho KDF, họ đang tiến vào và lấy một đường của đối phương, thậm chí sẽ là hai đường trong pha thi đấu này đến từ KDF để họ sẵn sàng dứt điểm Hàn Quái Sport trong ván đấu đầu tiên ở cuộc đấu đầu BO3 giữa hai đội. Những cái trụ tấn công đến từ thằng Hoa Luân của Teddy thực sự bắn hoảng hục rất đau và anh chắc dẫn lối hoảng hục sát thương là chưa quá nhiều khi Vista anh ta đã có một tình huống trẻ. Elim có pha triple kick nhưng dòng ngàn tuổi vẫn chưa phát huy tác dụng bởi vì dây chuyền Iron Story được kích hoạt đến từ Vista. Chiến thắng sẽ có dành cho KDF và họ không cần dứt điểm bất cứ một thành viên nào đến từ Hanwha Esports ở tình huống cuối cùng cả.